Hello mọi người, xin chào mọi người, chào đón mọi người đến với kênh của Khắc Công. Thì video hôm nay của Khắc Công sẽ cho các bạn thấy một vẻ đẹp tuyệt phẩm của công nghệ. Một chiếc laptop có thể nói là mỹ nhân của dòng laptop đẹp nhất từ trước đến nay, một thiết kế đỉnh cao của Apple. Vâng, chiếc laptop mà Khắc Công nói đến nãy giờ đó chính là em MacBook Air. Nào, các bạn cùng đi ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của em ấy với Khắc Công nhé mọi người. Bắt đầu thôi. Start. Vâng. Em ấy, cảnh giường chiếu của em ấy các bạn ạ. Đấy, ngắm em ấy từ xa đến gần. Ngắm em ấy ở cạnh bên cạnh. Sợ. Ui. Những đường nét thiết kế mỏng, sexy, gợi cảm. Logo quả táo tuyết, những mặt được làm bằng không biết là nhôm hay là sơn nhôm nữa, nhưng mà các con nghe bảo là nhôm phay xước, không biết có đúng không. Wow, xem các cạnh của em nó. Ôi, xem cạnh bên kia nào. Ôi, cạnh giường chiếu của em MacBook Air. Đây là từ xa đến gần nhé. Đây là bản lề màu đen, cũng như là nơi thoát hơi của em ấy. Thoát hơi nóng của em ấy. Đến gần nào. Trời ơi, cạnh giường chiếu của một em tuyệt phẩm, sexy, tuyệt đẹp, MacBook Air. Đấy. Sao lại có cái gì dính ở trên đây? Không được. Ruồi mũi bụi bặm làm sao mà được sờ vào vẻ đẹp đấy được. Vâng, chúng ta cùng đến với mặt bên tiếp theo. Chúng ta còn cắt sắt gần. Vâng, đây là phần dày nhất của em ấy, bản lề cũng như là dày nhất. Và chúng ta sẽ mỏng dần. Sợi. Quá đẹp. Một khe cắm thẻ nhớ, một khe cắm USB và USB Type-C hay sao, hay là USB 3.0 Thunder gì á. Các công cũng không nhớ rõ nữa, hình như là 3.0 Thunder gì đó. Đấy, cổng Thunder. Vâng, mặt mỏng nhất của em ấy. Các bạn đang đối diện. Và để các con mở ra cho mọi người cùng xem nữa nhé. Sợi. Đấy, chiếc này lâu rồi không sử dụng nên hơi cũ hơi bụi nha mọi người. Các con khởi động lên nào. Tốc độ cực nhanh. Bùm. Quả táo tuyết. Lên màn hình. Đấy. Ở trên này là một cái camera của máy nhá các bạn. Đây. Camera. Camera MacBook hơi bị nét luôn. Các bạn muốn biết nó nét cỡ nào thì Khắc Công có mấy phần đọc truyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân sử dụng camera trước của MacBook Air. Rất là đẹp luôn. Hoặc là cái phần mà Khắc Công chỉ cái chỗ sửa đồng hồ uy tín ngon á. Đây. Đấy. Sợ phim. Đấy. Lên.
thanh táp ngang quen thuộc của Apple. Vâng, điều đẹp tiếp theo của em nó chính là đèn bàn phím. FN nhé. Đâu nhỉ? Đây, đúng rồi. Đây là đèn bàn phím. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. If you already know how to use VoiceOver, press the V key now. Mình sử chức năng Hey Siri cho các bạn xem nhé. Hey Siri. Hey there. What time is it? It's 12:41. Okay. The weather, the weather. Here's the forecast for today. Trời, Hà Nội, úi trời. Các bạn thấy chưa? Thông minh, quá thông minh luôn. Siri quá tuyệt vời. Đây. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen. Đây là đèn bàn phím của nó. Các công đã tìm ra. Các bạn thấy đẹp không? If you already know how to use VoiceOver, press the V key now. If you want to learn how to zoom lên cho các bạn nhìn nhé. Press the space bar now. Đây là đang là rực rỡ nhất này. Welcome to VoiceOver. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks. Quên mất là không cần phải ấn vào. Chỉ cần bấm vào nút thôi. Đó, em chưa? Đấy. If you already know how to use VoiceOver. Cái đèn bàn phím này cũng là tạo nên cái một vẻ đẹp tuyệt vời của em ấy. Press the space bar now. Đấy, màn hình, bây giờ đến màn hình. Tối đi. Tối không thấy gì luôn. Tối lên, sáng lên. Đấy, sáng lên. Sáng lên, sáng lên, sáng lên. Rực rỡ. Trời. Vâng, đó là tổng quan của em này. À, cho các bạn xem cấu hình của em nó chứ nhỉ. Quên mất. Cấu hình của em MacBook Air này. About this Mac. Đây, Core i5 1.8 GHz, bản 2017, RAM 8GB DDR3, Mac OS Mojave version 10.14.10.4. Vâng, các công chuẩn bị với giới thiệu với các bạn cái làm nên điểm khác biệt của MacBook Air, và cũng có thể gọi là biểu tượng vẻ đẹp của MacBook Air mà Apple rất là sáng tạo khi đem lên MacBook Air. Đó chính là quả táo tuyết phát sáng. Đấy, các bạn thấy sáng chưa? Để các công che bớt tối lại này. Đó, thấy nó sáng chưa? Trời, buổi tối mà có cái đèn này, buổi tối mà bác bố e mà làm việc trong buổi tối là cái đèn hơi bị lung linh, hơi bị đẹp luôn. Apple đã bỏ quả táo tuyết này phát sáng này ở trên MacBook Pro rồi nha các bạn. Rất là tiếc vì điều đó. Giờ chỉ còn MacBook Air còn sở hữu cái điều đẹp đẽ này thôi. Cái logo thương hiệu phát sáng tuyệt vời. Apple, quả táo tuyết. Quả báo, quả táo đã lấy hết bao nhiêu trái tim của mọi người trên toàn thế giới. Đỉnh cao. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi mở ra một mặt nhôm phay xước. Nếu mà phay xước không á, không có gì hết luôn á, không có biểu tượng Apple á, thì nó cũng chỉ là một cục sắt thôi. Bỏ một logo Apple phát sáng lên. Đẳng cấp là đây. Vẻ đẹp là đây. Mọi thứ quá tuyệt vời.